tai nghe Bluetooth Hertz of Human, mô hình scale Fuhua Vân Mạc Đan Tâm, mô hình scale Elysia cực kỳ dễ thương, hay còn có cả mô hình chibi Lý Tố Thường vừa mới được ra mắt cùng Anniversary phiên bản 6.1. Thuyền trưởng có thể dễ dàng tìm thấy những món đồ lưu niệm này tại Honkai Impact 3 Việt Nam Shop. Tại đây, thuyền trưởng có thể dễ dàng tìm thấy những món đồ lưu niệm, phụ kiện mà mọi người muốn. Ren sẽ để đường link chi tiết sản phẩm và shop dưới phần mô tả của video nhé. Ok, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Mình là Ren. Hôm nay thì chúng ta sẽ lại trở lại với series Reaction Genshin Impact. Ok, lần này thì ở đây thì mình có thấy có hai nhân vật mới. À đâu, đâu, đấy có phải nhân vật mới không? Giới thiệu nhân vật Genshin Yao Yao. Ok, thôi thì cứ để bài này sau thì chúng ta sẽ reaction anh trai này trước. Anh trai xanh xanh. Lần trước thì cái gì? Video giới thiệu cái gì nỗi đau triền miên gì đấy trời. Ở đây thì có 1, 2, 3, mình thấy có 3 video, 1 video 1 phút, 3 phút, lại 5 phút. Thì ok, chúng ta sẽ reaction hết luôn nhé mọi người. Rồi, mình sẽ reaction từ dưới lên trên nhé. Đầu tiên là Genshin Impact video nhân vật AL, cái gì? High Time gì đấy. Úi trời. The origins of writing are lost to time, and it is forbidden hey, to investigate the... Tiếng Việt. Genesis of Lang. But since their inception, these symbols. Okay. The origins of writing are lost to time, and it is forbidden to investigate the genesis of language. Mượt. Xem đi xem lại thì vẫn thấy nó rất là mượt luôn. These symbols have silently recorded everything. The skies, the stars, the star, the mountains, núi non, and the birds, chim muông, bắn nhau, à tranh chấp, peace, hòa bình, trời ơi, trời mẹ kia mẹ, and people from all walks of life. Nhìn này có vẻ một sách nhỉ? Words are strung together and edited, history made. An archive for posterity. Nhưng mà rất là đẹp trai luôn. Mà lèm. The scribe records not only the truth, but the questions it leaves unanswered. Many of them will remain unanswered forever. The profoundest eternal questions are met only with a boundless and eternal silence. Cái này nó chỉ là kiểu cốt truyện thôi, cho nên là cũng không có gì để nói cả. Tí nữa chúng ta sẽ xem gameplay xem sao. Nhìn qua thì thấy thanh niên này có vẻ là chắc là hệ thảo đúng không? Ở bên Genshin thì nó có cả hệ thảo nữa. Yes, Alhatham told you he's a feeble scholar, did he? Otto. Otto. Trời ơi, Otto Apocalypse chuyển sinh sang Genshin Impact rồi mọi người ơi. So his false modesty was just a facade to hide his true abilities? Absolutely. He doesn't want others knowing his true strength. Well, how strong is he? Stronger than you? Of course not. Tất nhiên là rồi. No, I actually ran into him last week. At High Time. He was going out there to study ancient runes anyway. Why didn't he travel with me? Oh. Ôi, nhạc cháy vẫn. Quẩy lên. Ôi, nhạc hay vậy. Giống như kiểu nhạc disco ấy nhờ mọi người. À, thanh niên còn kiếm hả? Nhạc được nha. Nhưng mình thấy quả... Sorry mọi người, nhưng mình thấy quả xoay người vừa rồi giống y xì hơn từ Origin luôn. Wow. Mượt nha. Có cả pet luôn hả? Frankly, however, ngầu vậy. He is or isn't, you just don't want to mess with him. Có thể ultimate như nào? Hình như chưa đến đoạn ultimate thì sao? Thì nhạc đang chuẩn bị nổi lên mọi người ạ. Chuẩn bị có nhạc rồi. We didn't get that far yet. We were just debating how good you'd be in a fight. You keep your cards close to your chest. Not at all.
So you don't fight much? Yeah, right. With his temper? I don't need to fight. Oh. Ta sẽ reaction lại nào. Trời. Vạn vật trên đời đều có thể liên kết với nhau. Rồi, nhạc nổi lên. Cần phải làm là tìm ra Maxis. Yếu tố mấu chốt. Quên, đẹp trai quá. Ôi, kiếm đẹp thế. Ôi, thanh kiếm đẹp vãi mọi người ạ. Ôi, trời ơi. Hết nước chấm luôn. Các bạn ạ, quả kiếm cực kỳ đẹp luôn. Trời ơi, quả này Player Genshin Impact đau thận rồi. Tết năm nay đúng kiểu thấy mẹ luôn. Ê, từ từ, vừa nãy mình nhìn thấy kênh kiếm. Ê, đây, đúng không? Đây, tìm kiếm đây. Đây này. Nhìn nó na. Ôi, sorry nhưng mà mình thấy nó na. Mình cái cây của hơi từ Origin vãi chưởng. Rồi, ta xem tiếp video tiếp theo nhé. Đây là video biện luận sâu sắc. Video vừa rồi thì là nghĩ trước khi làm. Ok. Ok, nào chúng ta sẽ reaction note cái video cuối cùng. Có thể coi như là người giao tiếp nhất cũng là người khó giao tiếp. Cái này hình như là cốt truyện rồi đúng không? Nguyên tắc và hợp lý để hoàn thành nhiệm vụ. For his more pragmatic colleagues, this makes him a joy to work with. Though not everyone. Có vẻ thanh niên này rất là một người hướng nội, điềm tĩnh, làm theo quy tắc đâu? Xem nào. Đâu này toàn tiếng Anh thôi. At Thai Tham hả? Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tổng cộng chúng ta có tận 7 hệ. Hệ lửa này, hệ nước này, hệ gió này, hệ điện, hệ thảo, hệ băng và hình như hệ nham hay sao á. Đúng. Mình nhớ không nhầm như thế. Chứ thật sự mình có biết cái gì đâu. Hầu hết các học giả sẽ chấp lấy cơ hội và sử dụng Vision để thực hiện nghiên cứu của mình. Nguyên tố của mình nảy sinh hơn với nghiên cứu. Ok. Ôi dồi. Đây là hướng dẫn trong game rồi. Đây, mình nhìn thanh kiếm nào. Thanh kiếm đẹp lắm các bạn ạ. À, không đều lập nhé. Đẹp bình thường. Nhưng mà nói chung về mặt tạo hình thì không biết là các bạn có bị nghe to tiếng quá không. Mà nói chung là về mặt tạo hình thì rất là cao ráo, đẹp trai. Ok, 1m8, thậm chí 1m9 luôn. Thậm chí là 2m luôn. Tóc rất đẹp, quần áo cũng rất là đẹp. Lúc đầu nhìn qua thì thấy không có ấn tượng gì lắm, nhưng mà sau khi xem gameplay xong thì lại thấy khá là ok. Trác quan kính, tấn công thường. Đây là một nhân vật cầm kiếm này. Hệ thảo này. Wow, rất là đẹp luôn. Mình chẳng biết là support hay là DPS. Nhưng mình muốn xem cái DPS, cái ultimate. Đây đúng không? Hay chúng ta cứ xem nó cái ultimate. Kỹ năng nộ. Gây nhiều sát thương nguyên tố thảo. Oh. Mượt. Ui dồi. Shortly after this ability has finished, if no mirrors were consumed, then Alhatham will generate 3 new mirrors. For every mirror that was consumed by this skill, Alhatham will generate 1 less new mirror accordingly. Wow, đời khác nhìn nhau. À, nó có 2 cái lá. When surrounded by mirrors, it takes a perceptive eye to distinguish reality from reflection. Rồi sao? Ok, nói chung mấy cái này thì gameplay cho nên là mình cũng không có hiểu lắm. Ok. Nói chung là nhân vật này thì hết nước chấm luôn, quá mà lèm luôn. Ông nào chơi Genshin là chuẩn bị đổ tiền vào đây rồi. Ok. Bye bye mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong video reaction tiếp theo. Bye bye.
about all creatures.